Chào các em, chúng ta sẽ tiếp tục giải vòng số 2 vi lâm bích của khối lớp 6. Các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tập và máy tính bỏ túi ha. Bài thi số 1. Cho B là tập hợp các số tự nhiên chẵn không nhỏ hơn 13 và không lớn hơn 3.000. Những số tự nhiên chẵn không được nhỏ hơn 13, vậy sẽ bắt đầu là 14 các em. Rồi tới 16. Rồi tới 18. Cứ như thế. Và không được lớn hơn 3.000. Như vậy các em sẽ lấy số cuối trừ số đầu, chia khoảng cách và cộng cho 1. 3.000 trừ cho 14, chia khoảng cách là chia 2 và cộng lại cho 1. Kết quả là 1.494. Đây các em, số phần tử của dãy số cách đều á, là lấy cuối trừ đầu, chia khoảng cách cộng 1. Các em nhớ nha. Có 5 đội bóng đá thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội bất kỳ là chỉ gặp nhau một trận thôi. Vậy là các em lấy 5 nhân cho 5 trừ 1, tức là 5 nhân 4, rồi chia đôi các em nhé. Mỗi đội sẽ gặp 4 đội kia, là ta có là 5 nhân 4 là 20 trận. Nhưng mà chỉ đá lượt một lượt thôi, không có đá lượt đi lượt về. Như vậy mình phải lấy 20 chia đôi là 10 ha. Cái này em nào fan hâm mộ bóng đá là sẽ nắm rất là rõ. Cái này là 14, không có gì phải nói. À xin lỗi, 24, hai chữ là 20 các em nhé. Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ, là giống bài nãy các em ạ. Các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54, vậy bắt đầu là 55. Rồi tới 57. Rồi cứ như thế. Không được lớn hơn 1997. Các em lấy cuối trừ đầu chỉ còn cách cộng 1 thôi. 1997 trừ 55 chia đôi và cộng cho 1 là 972. Đây. Cho tam giác ABC trên cạnh AB, các em lấy điểm Y sao cho AB gấp đôi AY. Như vậy các em chia AB làm 3 khúc, trong đó AB chiếm 2 khúc. À xin lỗi, AB chiếm 2 khúc. Trên cạnh AB lấy điểm Y sao cho AB là gấp đôi AY. Như vậy là các em chia AB làm 2 khúc thôi. Y sẽ nằm ngay chính giữa của AB luôn. Lúc đó AB sẽ gấp đôi AY. Còn G là nằm trên AC, sao cho AC gấp 3 lần CG. Vậy các em chia AC làm 3 khúc đều nhau, trong đó điểm G là nằm gần điểm C ha. G là nằm gần điểm C. Khi đó diện tích tam giác ABC gấp mấy lần diện tích tam giác BG. Ồ, bài toán này cũng hơi khó các em nhé. Tôi vẽ cái hình một chút, các em theo dõi cái hình. Thầy có một tam giác có tên là ABC. A nè, B nè, C. A này kìa, B, C. Điểm Y, điểm Y là nằm trên AB ha. Đó. Thay đổi phông chữ cho nó đẹp. Đổi Times New Roman ha. Tăng lên.
Rồi. Điểm ở y này kìa. Còn điểm G là em chia AC làm 3 khúc. Tại chia tượng trưng thôi. G. Đây kìa. AC gấp 3 lần CG. Rồi, diện tích tam giác ABC gấp mấy lần diện tích tam giác BC? Cái mới lớp 6 thôi nên thầy giảng sẽ hơi khó hiểu. Cái này lớp 8 dễ hiểu hơn. AI bằng AB. Cho nên diện tích tam giác IAG với lại diện tích tam giác IGB là bằng nhau. Bởi vì cùng cùng độ dài đáy và cùng chiều cao ha, cùng chiều cao từ G xuống đường thẳng AB nè. Em học tiểu học em biết rồi. Vậy là hai miếng này diện tích bằng nhau nè. Còn cái miếng GBC ha, miếng GBC là cái đáy của nó là một phần, còn AG là chiếm hai phần. Như vậy là tam giác ABG là gấp đôi tam giác GBC về mặt diện tích, mà tam giác AGB lại gồm hai tam giác này lại bằng nhau. Vậy tóm lại là ba miếng này bằng nhau các em nhé, ba miếng này bằng nhau hết. Cái miếng AIG, miếng AGB và miếng GBC là bằng nhau hết về mặt diện tích. Vậy tam giác ABC sẽ gấp 3 lần diện tích BG. Các em cứ ngẫm nghĩ lời thầy giảng các em hiểu thôi. CM, C là 100 đúng không? M các em nhớ lại các chữ số La Mã đi. Y nè, V nè, X nè, D nè, C, M. Một, năm, mười, năm mươi, một trăm, năm trăm. Cái số này là 28 rồi. Dễ nhận ra là 28. À, thầy có việc bận thì trở lại. Rồi trở lại bài toán này. C là 100 ha. M là 1000. C đứng trước M, vậy đây là 900 nghe. 928 ha. Rồi cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 50 chia cho 7. Nhỏ hơn 50
chia hết cho 7. Thì số đầu tiên nhỏ hơn 50 chia hết cho 7 đó là số 0. Rồi tới số 7. Rồi tới số 14, cứ như vậy cho tới 49 nha. À, vậy các em lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng cho 1 là được 8 số ha. Tập hợp các chữ cái là S nè, O nè, N nè, G nè, D nè. O có rồi, N có rồi, G có rồi, N có rồi, A chưa có, Y chưa có. Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các em tự đếm nha, 7. 7 7 phần tử. Các phần tử chung là gì? 2 không có, 4 nè, 4 là được nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè. Hết rồi. 4. Gọi C là tập hợp chứa tất cả các phần tử chung của A và B. Vậy tập hợp C là gồm có 4 phần tử. Tập hợp C là gồm 4 phần tử nè các em. Tập hợp C là gồm 4 phần tử là gì? 4, 6, 8, 10. Như vậy số tập hợp còn của nó sẽ là 2 mũ 4. Tập hợp có n phần tử thì số tập hợp con sẽ là 2 mũ n em nhé. 2 mũ là 16. Dùng 5 chữ số 25061 lập được bao nhiêu số của 3 chữ số khác nhau. Cái này nó rơi vào bài toán áo quần mũ ha, mà thầy đã dạy. Các em có thể lên kênh, thầy sẽ chuyển cho các em cái chuyên đề về bài toán áo quần mũ. Có 3 chữ số khác nhau thì chữ số hàng chục là không được bằng không. Như vậy là có 4 cách chọn. Và khi một chữ số đã được chọn thì chỉ còn 4 chữ số, thì chữ số hàng chục ta còn 4 cách chọn. Rồi chục với đơn vị, hàng trăm với hàng chục chọn rồi là mất 2 số, là còn 3 số thôi. Như vậy hàng đơn vị có 3 cách chọn. Như vậy là ta sẽ có 4 x 4 x 3 cách, tức là 48. 48 số các em nhé. Bài toán áo quần mũ nha. Các em đăng ký trên kênh của thầy, các em ấn subscribe là các em sẽ có quyền tham gia vào cái chuyên đề áo quần mũ ha. 48. Bài thi số 2. Bài thi 1 là số phần tử của tập hợp A. Lại công thức quen thuộc, 80 trừ 4 chia khoảng cách là chia 2 cộng 1, 39. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số, trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị? Chục nhỏ hơn đơn vị. Vậy ta có 12 nè. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số, trong đó hàng chục nhỏ hơn đơn vị? Hàng chục không thể bắt đầu từ 0. Hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị là 5. Như vậy là 16 mới được em. Hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị là 5. Vậy là 16 nè, 27 nè, 38 nè, 49 nè. Hết à? 4 số. Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào giữa 2 chữ số đó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho. Toán khó đó các em, không có dễ ăn đâu. Rồi
Tìm một số có hai chữ số. Giờ giả sử số đó là số AB, A trục B đơn vị. A trục B đơn vị là số cũ nè. Còn số mới sẽ là gì? Số mới sẽ là thêm số, tìm số hai chữ số, viết thêm chữ số 0 vào giữa. Vậy số trên này nó bằng 10A cộng B đó. A nhân 10 cộng B đơn vị đó. Còn dưới A nó thành hàng trăm, như vậy thầy phải nhân A với 100 cộng cho 0 trục cộng B đơn vị. Số mới là gấp 7 lần số là cho ha. 7 lần số là cho. Như vậy số cần tìm là bao nhiêu? Như vậy các em sẽ có công thức là gì? 100A cộng B là 7 lần 10A cộng B. Đó. Số cũ gấp 7 lần lên thì mới bằng số mới ha. Và từ đây các em suy ra gì? 100A cộng B nó sẽ bằng 70A cộng cho 7B. Dùng tính chất phân phối thôi. Rồi tiếp tục, bên này 70A, bên này 100A là què rồi đó. Mình bỏ phần què ra, vậy bên này còn 30A thôi, bên kia hết nha. Rồi bên này B, bên kia 7B, vậy bên kia là còn 6B. So sánh hai bên kìa. Bên này 70A, bên này 70A cộng 30A thì thầy bỏ 70A thì bên này còn 30A. Bên này 1B, bên kia 7B ha. Như vậy tới đây thầy suy ra là so sánh hai bên tiếp. 30A bên này 6A, vậy là bên này 5A sẽ bằng B. 5 lần A sẽ bằng B. Thì lúc đó 6 nhân B sẽ bằng 30 nhân A. Vậy có nghĩa là hàng đơn vị gấp 5 lần hàng chục các em. Cái số ta đang cần tìm á là hàng đơn vị gấp 5 lần hàng chục. Hmm. 5 lần hàng chục mới bằng hàng đơn vị. Như vậy thầy có số 15. Hình như chỉ có số đó thôi. Đó. Giờ thầy cho A bằng 1 thôi, thì B gấp 5 thì thành 15. Đó. Cho A bằng 2 thì B nó bằng 10 mất là không được. Chữ số thì tới 9 rồi hết. Giờ ta thử lại nha. 105 ta chia cho 7 đúng bằng 15 luôn kìa. Vậy mình làm đúng rồi đó. Số cần tìm là 15. Tiếp tục, 4 đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu. 4 đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu. Hai đội bất kỳ gặp nhau một trận. Vậy là đây không tính lượt về các em nha. 4 đội đấu vòng tròn tức là một cặp chỉ đá một trận thôi. Vậy ta lấy 4 nhân 3 chia đôi. Có công thức rồi các em. Chuyên đề bài toán bắt tay hay là bài toán đá bóng. Các em ấn like and subscribe rồi các em sẽ được tham gia chuyên đề đó ha. 4 nhân 3 là 12 chia đôi là 6 trận. Đúng không? Mấy fan hâm mộ bóng đá. Câu 5, số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn số tự nhiên lẻ lớn hơn một nghìn lẻ một. Vậy bắt đầu là 1003 rồi tới 1005. Cứ vậy ha. Không vượt quá 2009 và tính 2009 được luôn. Cuối chữ đầu chỉ còn cách cộng 1. 2009 2009 trừ cho 1003 bằng bao nhiêu? Chia đôi cộng cho 1 504. Cho 5 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng ở đây, giống như bài toán
bóng đá đó kìa, bài toán bắt tay đó, bài toán bóng đá 5 điểm không có điểm nào thẳng hàng, giống như là 5 đội bóng ha, số tất cả các đường thẳng đi qua hai trong 5 điểm đó, nghĩa là đá vòng tròn đó. Vậy em lấy 5 nhân 4 là 20, 20 chia đôi bằng 10. Câu số 7, có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn? Chà, căng nhảy. Tập hợp con mà có 5 phần tử á, là không được, bởi vì nó có số lẻ trong đó rồi. Tập hợp con mà 4 phần tử á, đây cũng rơi vào bài toán áo quần mũ kìa. Tập hợp con 4 phần tử là không được chọn, không được chọn. Nó có hai số lẻ đúng không? 5 với 9, và tập hợp con có 4 phần tử là kiểu gì cũng dính một số lẻ trong đó. Như vậy là tập hợp con 4 phần tử ta bỏ đi. Rồi giờ tập hợp con 3 phần tử. Tập hợp con 3 phần tử thì không được chọn. Không được chọn 5 và 9. Như lại tập hợp con 3 phần tử là chỉ có là 8, 1986 với lại 2010 là một tập hợp hết rồi. Lấy thêm 5 là thất bại, lấy thêm 9 cũng thất bại đúng không? Rồi giờ tập hợp con có hai phần tử mà gồm toàn số chẵn thì các em có nhì gì? 8, 1986, 8, 2010, rồi 1986, 2010. Hết. Như vậy tập hợp con có hai phần tử là toàn chẵn là có 3 tập. Tập hợp con có 3 phần tử mà toàn chẵn là có một tập thôi. Rồi giờ tới tập hợp con có một phần tử toàn chẵn, đó là 8, 1986 và 2010, thêm 3 tập nữa. Tập hợp rỗng cũng là tập hợp con của M. Tập hợp rỗng cũng là con của tập hợp M, nhưng mà nó không có số chẵn nào hết thì mình không tính ha. Vậy là sẽ có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tập hợp. Câu số 8. Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 cần bao nhiêu chữ số? Từ 100 đến 199 thì có bao nhiêu số? Có 200 số luôn nha. À xin lỗi, có 100 số. Có 100 số. Để viết các số tự nhiên. 100 số. Bây giờ phải dùng bao nhiêu chữ số chính? Em đếm ra ra mà. Trăm này, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
100 đến 199 là dùng bao nhiêu chữ số? 9 là... Rồi tới bao nhiêu? 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 nè, 118, 119. Thì em đếm sơ sơ đi ha. Từ đây là có một số 9. Từ đây có hai số 9. Cứ như vậy ha. Cứ như vậy. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ừ. 80. 81, 82, 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89. Như vậy là mỗi dòng này chỉ xuất hiện ở đúng một số 9 thôi kìa. Thì em đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. 9 nè. Vậy cái hàng cuối cùng có nhiều. Cái hàng cuối cùng là 190 đó. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 và 99. Để đếm lại nha, trên này là 1, 2, 3, 3 đây nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tới 9 là 10 nè, 10 số 9 rồi nha, 10 số 9 rồi với thêm mấy số 9 này nữa, 10 rồi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 số 9. Đếm lại ha, hai kem lớp 6 là còn non nớt lắm, đếm với thầy nè, cái hàng này có đúng một số 9 rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 số 9 này nè, là số 9 này nữa là 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ủa sao ta? Thầy đếm chập nó ra khác nha. 20 số. Nguy hiểm nha. Đếm lại lần nữa nha. Hàng này mỗi hàng có một chữ số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chính là số 9 này nữa là 10. Rồi 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17, 18, 19, 20, 20 số này. Rồi tiếp tục. Tìm 3 chữ số. Tìm số của 3 chữ số viết rằng nếu thêm chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu. Giống cái bài nãy kìa, giống cái bài phía trên đó. Rồi giờ thầy hướng dẫn bài này nhanh nha. Số có 3 chữ số là A, B, C đi. À, A trăm B chục C đơn vị. A trăm B chục C đơn vị này. Tìm số 3 chữ số nếu thêm chữ số 1 vào trước số đó. Vậy nó sẽ thành cái số là 1000 A trăm B chục C đơn vị. Thì cái số bây giờ nó sẽ gấp 9 lần số ban đầu, tức là bằng 9 lần cái số này. À, gấp 9 lần số này. Giờ các em để ý nha, các em để ý cái số 1000 A trăm B chục C đơn vị là nó bằng 1000 cộng cho cái số ban đầu. Nhìn
Và như vậy nó bằng 9 lần cái này. Thì bên này có một số ABC, bên này có 9 số ABC. Như vậy là hai bên mình bỏ đi. Như vậy là bên này chỉ còn 1.000, bên trái dấu bằng chỉ còn 1.000, còn bên phải là 8 lần số ABC đó. Vậy xây ra cái số ABC đó là 125. 1.000 chia cho 8 đó mà. 125. Để kem thử lại nè. 125 giờ thêm số 1 lần trước là thành 1125. À. 1125 kem chia cho 9 là ra đúng 125 luôn. Số đó chính là 125. Còn nhiều thời gian nha. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 nhỏ hơn 30. Chia hết cho 3 nhỏ hơn 30 bắt đầu là số 0. Tới 3, tới 6. Và tới số 27. Không tính 30. Như vậy là 27 trừ 0 chia khoảng cách là chia 3 cộng 1 là 10 số. 10 số. Ta nộp bài. Rồi ta được điểm tối đa. Bài thi số 3. Vượt chướng ngại. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số, trong đó hàng chục phải nhỏ hơn hàng đơn vị. Chục phải nhỏ hơn đơn vị và tổng hai chữ số phải bằng 14. Vậy hàng chục là 1 thì không được, bởi vì không có chữ số 13 đúng không. 2 cũng được, 3 cũng được, 4 cũng được, 5 thì bắt đầu được. 59 là chục nhỏ đơn vị và tổng bằng 14 kìa. 68 được. 77 được. 86 được. 95 được. Hết 5 số. Ồ. À. Laptop. Các em biết mình laptop chỗ nào không? Phải nhỏ hơn. Chữ số hàng chục phải nhỏ hàng đơn vị các em nhé. Mà thầy lại đi luôn lấy luôn những cái đáp án là hàng chục lớn hàng đơn vị. Đó. Vậy đó là một kinh nghiệm xương máu đối với các em ha. Đọc đề phải cho kỹ. Đó. Ngay cả thầy nếu vội vàng cũng có thể sai, chứ huống chi là cái rút kinh nghiệm nha. Cho tập hợp A 2 tới 10, như vậy nó là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên lẻ có một chữ số, có một chữ số. Cái bài hồi nãy là chúng ta chỉ chọn hai đáp án đầu thôi kém nhé. Rồi. Như vậy là tập hợp A là nó gồm những số là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn tập hợp B là 1, 3, 5, 7, 9. Vậy tập hợp C nó gồm những số chung, đó là số 3 này, số 5 này, số 7 này và số 9 này. 4 số kia. Hai chữ số VX thì số là mã lớn nhất sẽ là gì? Các em viết XXX ha. XXV. Số lớn nhất là XXXV. Đó, số này. Nhưng mà đây số là mã các em nhé.
mình phải viết nó trong hệ thập phân là 35. Cho hai tập hợp A 13 và 24. Gọi C là tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một thuộc A, một thuộc B. Có như tập hợp C như vậy. Nhìn dùng thấy luôn nè. Một thuộc A, một thuộc B, vậy là 1, 2, 1, 4. Rồi 3, 2, 3, 4, 4, 4 tập hợp như vậy. Giống như kết bạn đó mà. 4 tập hợp. F là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục nhỏ hơn hàng đơn vị 5. Vậy cẩn thận nha, cái bài này nãy mình làm lớp tốt nè. F là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chục nhỏ hơn đơn vị 5. Như vậy là 16 được nè, nhưng mà nó không có lớn nhất. Vậy ta lấy 27 được nè, không lớn nhất. Ta lấy 38 được nè. Ta lấy 49 được. 49 là chục nhỏ hơn đơn vị là 5 đúng không? Hết rồi đó. Phần tử lớn nhất là 49 đó. Các em nếu thích các em có thể cố tình sai một hai câu để nó hiện ra những cái đề mới ha. Chứ bài câu nào mình thuận lợi qua hết thì nó không có hiện ra những câu khác nữa. Tiếp theo, câu bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số đó thì chữ số hàng chục đều bé hơn chữ số hàng đơn vị. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục là bé hơn hàng đơn vị? Như vậy là số 10 là không được nè. Bởi vì chục lớn đơn vị rồi. 11 là không được rồi. Đúng không? Bằng à? Bắt đầu 12 thì được. 13 được. 14 được. Cứ như vậy. Giờ ta xét đầu 1 trước đi. Các em xét đầu 1 trước ha. Mình còn rất nhiều thời gian nha. Các em lớp 6 còn rất ít kinh nghiệm ha. Để các em tập làm việc theo cái cách làm việc của thầy. 11, 12, 13, 14 cho tới 19. Lấy 10 đi. Để thôi mình loại bỏ sau. 20, 21, 22, 23. Đó, cứ như vậy cho tới 29 ha. Như vậy đây có mấy số. Cái đầu 1 thì có mấy số. 10 là bỏ, 11 là bỏ ha. 12 là lấy. Chục bé là như vậy. 2, 3, 4 cho tới 9. Như vậy là 9 trừ 2 là 7, 8 số. 8 số. Số nào dưới này mấy số? 20 không lấy, 21 không lấy, 22 không lấy, 23 là bắt đầu lấy, là 7 số. Thấy không? Rồi tương tự 30, 31, 32, 33, 34, cứ dần dần cho tới 39. 6 số.
cương vậy nè. Như vậy là đầu 1 thì 8 số, đầu 2 thì 7 số, đầu 3 thì 6 số. Cứ như vậy các em ha. Cho tới đầu 8. Đầu 8 thì nếu thầy không làm chỉ có một số thôi, là 89 thôi. Còn 88 thì bằng rồi ha. Giờ đây có một số thôi. Đầu 9 thì không có. 99 cũng cũng không được mà. À, vậy là ta có 8 cộng 7 cộng 6 cộng cho tới 1. Vậy là 1 cộng cho tới 8 các em nha. Vậy là đáp án nè. Đáp án nè. Là 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng cho tới 8 và bằng mấy? 9 9 4 36 36 8 số chia 4 cặp. 94 36 số ha. Vậy ha. Như vậy ta đã hoàn thành 3 vòng thi các em nhé, với số điểm tối đa. Các em chú ý cái cách làm việc của thầy để các em học hỏi ha. Học hỏi cách làm việc của thầy, khoa học không thừa không thiếu, và phải nhớ là phải cẩn thận ha. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo.